kinh tế số là xu hướng tất yếu của thời đại. Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy xu thế đó càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Với Việt Nam, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số là chủ đề trọng tâm, mục tiêu ưu tiên và động lực phát triển mạnh mẽ hàng đầu của đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Trên cơ sở Nghị quyết 52 NQTW tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị, ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 749 QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chính phủ điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh, mục tiêu đến năm 2025 là kinh tế số chiếm 20% GDP, đến năm 2030 chiếm 30% GDP. Kinh tế số đã, đang và sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, giảm chi phí kinh doanh, quảng bá sản phẩm và giao dịch dễ dàng. Tuy nhiên, nó cũng đem lại không ít thách thức. Nếu không chủ động thích ứng, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nguy cơ thua trên chính sân nhà hoặc bị đẩy lùi xuống bậc thấp hơn, ít lợi nhuận hơn trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. Tiếp tục sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt thời kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, Đài Truyền hình Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quyết định hỗ trợ cộng đồng doanh nhân thời hậu Covid-19, chương trình đào tạo đặc biệt, lãnh đạo và chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Tham gia khóa học, các CEO sẽ có được kiến thức đúng, tư duy đúng về cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số và kinh tế số trong trạng thái bình thường mới, nâng cao được năng lực lãnh đạo, quản trị và vận hành doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, điều chỉnh thay đổi mô hình kinh doanh phù hợp với kỷ nguyên số, nền kinh tế số, hiểu được các mô hình chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch, thực thi phù hợp cho doanh nghiệp vượt khủng hoảng Covid-19, hoạch định và xây dựng được chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Chương trình đào tạo được thực hiện theo hình thức training, coaching trực tiếp và giàu thực tế với sự tham gia của những chuyên gia doanh nhân hàng đầu Việt Nam hiện nay. Ông Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh. Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Telecom. Ông Hoàng Hải Âu, Chủ tịch Hoàng Gia Media Group, Tổng đạo diễn chương trình CEO Chìa khóa thành công. Ông Robert Trần, Giám đốc điều hành Tập đoàn Tư vấn Chiến lược ABNC, phụ trách thị trường Bắc Mỹ và châu Á Thái Bình Dương. Ông Trần Quốc Việt, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần EcoPark. 6. Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Alpha Books. Đặc biệt, trong đêm gala cuối khóa, các CEO sẽ được nhận thêm một món quà kiến thức tuyệt vời. Đó là buổi tọa đàm kinh tế số, thời cơ vận hội để bứt phá, với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nhân tên tuổi, dưới sự điều phối của ông Hoàng Hải Âu, Chủ tịch Tổ hợp Truyền thông Hoàng Gia Group, Tổng đạo diễn chương trình CEO Chìa khóa thành công. Buổi tọa đàm sẽ mang tới cho các CEO những góc nhìn mới mẻ và thiết thực. Các diễn giả, chuyên gia và khách mời sẽ cùng tọa đàm chia sẻ giúp cho học viên và thành viên câu lạc bộ nắm bắt được định hướng của nền kinh tế số Việt Nam giai đoạn 2021-2025 để từ đó hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp cho doanh nghiệp, nhìn nhận đa chiều và sâu sắc về những cơ hội thách thức của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Đây cũng là cơ hội để quảng bá thương hiệu, kết nối cơ hội kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân câu lạc bộ Chìa khóa thành công cùng cộng đồng doanh nghiệp. Đăng ký tham gia chương trình tại www.co-thanhcong.vn. Liên hệ đăng ký trực tiếp với thành viên chính thức của câu lạc bộ 0906 921 994, với cộng đồng CEO 0931 988 656. Đơn vị bảo trợ và hỗ trợ: VTV Đài Truyền hình Việt Nam, VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đơn vị chủ trì và tổ chức: CEO Chìa khóa thành công. Đơn vị thực hiện: Câu lạc bộ CEO Chìa khóa thành công.